Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khai Quang Vật Phẩm Phong Thủy. Quý vị thân mến, hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn biết vận hạn của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm 2021 Tân Sửu sẽ gặp phải những khó khăn trở ngại gì và cách hóa giải ra sao đối với vật phẩm phong thủy có tên gọi là Kim Bài Thái Tuế. Canh Tuất năm 2021 chịu tác động của cục diện tương hình nên vận trình cả năm khó được như mong muốn, đặc biệt là ở phương diện tình cảm và tiền bạc. Các mối quan hệ với anh em bạn bè không hòa thuận, dễ bị lôi kéo lợi dụng khiến tiền bạc sẽ hao mòn. Ngoài ra thì thị phi trong năm khá lớn, chú ý cách ăn nói và thận trọng khi kết giao với những người khác để tránh rắc rối không đáng có, thậm chí là cả kiện tụng đối pháp luật, gây bất lợi cho công việc và lộ trình thăng tiến của mình. Tình trạng sức khỏe cũng có dấu hiệu bất ổn, dễ bị tổn thương về thân thể. Theo phong thủy lộc tài thì tuổi Tuất năm 2021 do gặp cái cục diện xấu lại có nhiều cái hung tinh tác động. Phương diện sự nghiệp của đương số trong năm 2021 khó có đột phá. Công việc thì có nhiều trở ngại khó khăn, bản mệnh phải xử lý nhiều vấn đề rắc rối nhưng chưa chắc hiệu quả đã được như mong muốn. Sức cạnh tranh trong năm cũng tăng lên, đối thủ có thể giở trò gây cản trở để loại trừ bạn. Mối quan hệ trong tập thể không tốt đẹp, dễ nảy sinh mâu thuẫn tranh cãi, đấu khẩu với đồng nghiệp, thậm chí có người còn bất đồng quan điểm với cấp trên, dẫn tới không khí làm việc càng ngày càng căng thẳng, nhiều lời xì xào bàn tán. Do đó để tránh những rắc rối này, bạn cần làm việc có đầu có cuối, đặt ra kế hoạch và mục tiêu rõ ràng, phân bổ thời gian hợp lý, giữ thái độ hòa nhã, không hơn thua thị phi thì tự khắc sự nghiệp sẽ suôn sẻ hơn. Bên cạnh đó thì một vài hạng mục công việc tránh dục tốc bất đạt, vội vàng để dẫn đến sai sót, không có lợi cho sự phát triển lâu dài của bạn. Bạn nên xem xét thật kỹ càng để thay đổi, tránh vì cái lợi nhỏ trước mắt mà mất đi cái lợi ích lớn trong tương lai. Còn đối với vấn đề tài chính thì trong năm đương số có ít cát tinh chiếu mệnh mà vừa phải đương đầu với thái tuế, vừa bị kiếp tài kìm kẽm nên là có những cái điểm báo là phá tài khá nặng nề hoặc là sẽ mất tiền vì người khác. Năm nay thì cũng không phải thời điểm thích hợp để có thể tiến hành đầu tư, nhất là các dự án mang tính mạo hiểm hay rủi ro cao. Do đó trước khi dốc tiền đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào, cần phải hết sức tỉnh táo, tính toán và tìm hiểu kỹ càng. Chớ vội tin vào những nguồn tin không chính xác hay không xác đáng để có thể là bị lời xu nịnh, dụ dỗ của người khác mà tiền mất tật mang, thậm chí còn ảnh hưởng tới tài chính của gia đình, đe dọa hạnh phúc gia đình của mình. Đối với tình duyên và gia đạo thì năm nay vận đào hoa thì ảm đạm, nhân duyên không vượng. Đã vậy còn vấp phải hình thái tuế nên vận trình tình cảm nhiều rối ren rạn nứt. Vợ chồng sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn tranh cãi do tính cách cứng đầu và bảo thủ của đương số. Tình hình là cơm chẳng lành canh chẳng ngọt sẽ diễn ra thường xuyên khiến cho không khí gia đình đã ảm đạm lại càng tác động tiêu cực lên tâm lý con cháu trong nhà. Người độc thân hoặc đang sống một mình cũng khó có cơ hội để gặp được những người phù hợp, hoặc thậm chí đã gặp được nhưng cơ hội thành công thì không lớn. Nữ mệnh nên chú ý cách ăn nói, tránh thái độ cực đoan từ trong suy nghĩ mà ảnh hưởng đến cách đối nhân xử thế của chính mình. Còn đối với sức khỏe thì sức khỏe có dấu hiệu giảm sút rõ rệt. Bản mệnh chú ý đi lại cẩn thận, tránh bị té ngã gây tổn thương xương cốt sẽ khó lành. Đồng thời luôn giữ tinh thần lạc quan, tránh xúc động mạnh gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh và tim mạch của mình. Quý vị và các bạn thân mến, để có thể hóa giải vận hạn năm 2021, thầy Gia Cát có khuyên bản mệnh nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy có tên gọi là Kim Bài Thái Tuế năm 2021. Kim Bài Thái Tuế năm 2021 Tân Sửu là vật phẩm phong thủy nghênh đón thái tuế, hóa giải vận hạn của 12 con giáp năm 2021. Trong phong thủy thì thái tuế là một trong những thần sát lớn nhất trong năm. Thái tuế là mộc tinh vận hành cứ 12 năm sẽ được một vòng, tương ứng với vị trí của 12 con giáp. Mỗi một năm thái tuế đến một phương tương ứng với vị trí con giáp ngự trị của năm đó. Năm 2021 Tân Sửu thái tuế tại Sửu là Dương Tín đại tướng quân. Vậy nên năm 2021 tuổi Sửu sẽ là con giáp đầu tiên bị phạm vào thái tuế. Với những tuổi bị phạm vào thái tuế, biết để mà nghênh đón thái tuế thì mọi việc sẽ hanh thông. Nếu lỡ mà không biết bị phạm vào thì hung họa sẽ khôn lường. Quý vị thân mến, có 5 con giáp sẽ bị phạm vào thái tuế. Đó chính là tuổi Sửu bị trực thái tuế, tuổi Thìn phá thái tuế, tuổi Ngọ thì hại thái tuế, tuổi Mùi thì xung thái tuế và cuối cùng đó là tuổi Tuất sẽ bị hình thái tuế. Trong phong thủy từ xưa đến nay thì mỗi khi năm mới đến sau lễ cúng giao thừa, người ta sẽ thường sử dụng một kim bài thái tuế mang theo bên mình để có thể nghênh đón thái tuế, xua cát tị hung và đón may mắn tài lộc cho năm 2021. Kim bài thái tuế năm 2021 được mạ vàng 10K, trên có in hình thái tuế niên năm 2021 là ngài Dương Tín đại tướng quân. Mặt sau có khắc bát quái thất tinh bắt đầu kèm theo niên hiệu của thái tuế năm 2021. Khi mang theo kim bài thái tuế bên mình sẽ được ngài che chở trong suốt năm 2021, từ đó thì công việc sẽ hanh thông thuận lợi hơn. Quý vị và các bạn thân mến, kim bài thái tuế bạn có thể để trong ví, trong ốp hoặc sau ốp điện thoại quý vị nhé. Điều đặc biệt nhất đó là kim bài thái tuế sẽ được thầy Gia Cát khai quang chỉ chú và xem ngày giờ cát lành cho bạn khi sử dụng vật phẩm này.
Quý vị và các bạn muốn thỉnh cái vật phẩm kim bài thái tuế, hãy liên hệ trực tiếp tới số hotline 0989349119 hoặc số 0392936336 để có thể thỉnh trực tiếp vật phẩm này. Chúc quý vị và các bạn sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi và thành công hơn nữa trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Và đừng quên là thỉnh ngay kim bài thái tuế để có thể hóa giải vận hạn năm 2021 quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo.